Ấy hai. Dân chúng ta mặc lên tổ đội nhà trường 18, sở 18, trại hòn 8 lên, kính gửi tam gia quý biến cùng toàn thể quốc các lời thành kính phân hương. Các chức quyền sở tại, quý gia đình tam quyến, quý thân bạn quyến thuộc, quý vị quan khách có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, được sự chấp thuận của quý gia đình, anh em đội bè tang đến các bạn chào mừng tám lên chúng cháu đến đây trước thành tâm thành ý cho một cuộc gia đình tam quyến. Sau đó năm chúng cháu có giờ tiếp tục biểu diễn tiễn đưa được cụ chị lại hai ngày cuối cùng như quế lâm nghệ thuật, kim tướng phá vàng, võ tướng động quang, tài thi đánh động, và cuối cùng anh em chúng cháu xin cầu chúc quý vị ngày lành gia tốt, quý linh cụ về đây an nghỉ cuối cùng tốt đẹp, kính chúc gia đình và toàn thể quan khách cùng anh em ban nhạc được nhiều may mắn. Giờ làm lễ nên chú cháu xin được phép bắt đầu.
Thank you.
xí cổ cho nó chết luôn. Mày chết cho con quỷ già. Bà con mày ở đây ơi, để mày ra ơi, nó xí cổ tao đã. Trời ơi, thở không nổi rồi trời. Xí cổ mà cho mày thở hả? Lôi đầu nó lên, coi chừng nó chạy đó. Cho đồ đá nó coi. À trời ơi, trời ơi, mạnh gì mày? Nó vậy mà mạnh gì mày? Trước khi tao vĩnh biệt khỏi trần. Tụi bay hãy để cho tụi bay cắn xé ăn thịt người. Ở bây giờ này tao chết. Ai? Mấy nổ này nè. Trời ơi, không được. Trời ơi, nó ăn thịt mà nó còn biết lựa quá. Hai tay mày nhìn chưa mày? Mày buông ra coi, tụt cái quần rồi. Trời ơi, cái chỗ đông người mới nắm cái đầu được, cái lộn của quần nó tụt là lại người ta luôn tụi bay ơi. Bây giờ hả? Còn ăn nổi nữa không? Làm gì quýnh nhiệt tình dữ vậy mày? Mày hung dữ mà. Đừng, đừng giết tao. Vì tao là quỷ đẹp trai số 1 ở Mỹ là. Trời ơi, đẹp trai hả? Mày nằm xuống đây có đẹp cỡ nào? Đau lắm bà con cô bác Mỹ Lợi A ơi. Chết kiểu nào chứ kiểu này nó lủng lỗ xấu quá. Gì, gì, sắp chết sẽ xấu. Trời ơi, nó vô cho nước mà làm cho nó phun gà vậy vậy. Nước thánh này, ủ dục, ủ dục. Trời ơi, là trời, nó biết cái châu uống vậy, vậy. Nó đẩy cái lỗ thở, không, không, không. Vậy sao? Mày quỷ sứ, ăn thịt đàn bà, uống mặt lỗ thở mày. Nằm xuống, xuống, xuống. Nghe thở nào, mày trước khi đi theo họ tên ủ, mày có lời gì nói với bà con ở đây không? Dạ. Trước khi con vĩnh biệt cõi trần để đi theo họ linh cùng gia đình và con bác dù xa hay gần có thương tình mình hãy ra ủng hộ con làm lộn đổ sáng sáng về dưới bà con cô bác ơi. Trời ơi con quỷ này, trước khi đi theo họ linh cùng nó xin đồng ý đổ sáng bà con ơi. Bà con cô bác là ai có thương tình con quỷ này tiễn dòng nó lên đường. Trời ơi khán giả sao mà tôi về chẳng ở gần trong cầm lan phá rối hoài quá cho đau chặt phổi nè, kêu kiện mấy câu dùng cổ nha.
con đâu bị điếm hết, rồi nãy giờ bà con cô bác rồi vô ủng hộ đủ mua một vé phương trang giường nằm máy lạnh có wifi hay gì chứ vậy. Quý sứ mà đi phương trang máy lạnh có wifi gì? Đây là tiết độ công an tặng cho mày thêm 2 đô và bà con ông chú bên ngoài tặng cho mày thêm 40 nữa đó mày. Trời ơi, người ta chết mừng Mỹ 20-30 chai, còn cái thân quỷ đẹp trai số 1 ở Mỹ La chết vì con sáu xị. Vậy mày đẹp trai nhất Mỹ La hả? Mày để tái xuất chính lên, để dưới luôn cái dập luôn. Dập cái gì? Dập thành BD. Nó sắp chết, sợ dập thành BD. Còn nữa không? Chắc lên. Xin mời gia đình bà con cô bác quý bác vào đây xem chim nước vị tổng sứ này đập thành công tặng nó một chồng hoa tai tỷ cho lên đường quý vị ơi. Trời ơi, cái chỗ này có thù với ông không nội? 1, 2, 3 xử tử đó. Dừng cái sáng ra. We'll be right back.
Thay mặt anh em tập đoàn xin kính chào và hẹn gặp lại.